Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chơi Fucking Tomb Raider với lại Tomb Raider nha. Đây, hôm nay mình sẽ chọn cho game mà Tomb Raider bình luận. Vật sử dụng hôm nay là Officer Tomb. Và bên Tomb Raider là Super Tomb. Chúng ta đang chạy một nơi băng tuyết lạnh giá. Đang truy đuổi tên mèo ăn trộm này. Ăn trộm rất nhiều vàng. Rồi, chúng ta về với đường phố à. Lá cây cũng vàng hết rồi. Báo hiệu một mùa đông sắp tới. Đây, xem cái map này đi. Thì tôi sẽ cho các bạn xem trường quả chuối nha. Người ta thấy cái vỏ chuối này. Chạy thẳng cái vỏ. Đây rồi. Chuyển tiếp bạn. Ôi chuyển sang bên đường bên này luôn ạ. Ôi à. Thôi. Ôi ơi. Trời vào chuối này hay quá. Nó trượt ngẫu nhiên nhé. Lâu lâu có cái mình sẽ kiểm soát được. Mày lại trốn ở map này. Con mèo này nó chạy khắp các map luôn. Nó ở map này map nọ. Rồi chúng ta sẽ đội ra mũ bảo hiểm này vào. Trở về với đường phố ban đầu kìa. Mình xuống ngay nông trại một tí. Đó, nó lại chạy bên này. Tài thật. Mà rồi cũng có cái vỏ chuối. Mà thôi, chuyển cho các bạn xem thế đủ rồi. Các bạn tự biết à. Tự biết là không tránh vỏ chuối, đi thẳng vào đấy để cho trượt. Nhìn nó ngã rất là hay. Núi tuyết tiếp đấu mới tiếp đến cái đảo hoa lộ. Cái đảo hoa nó phải có đến con núi lửa cơ. Tưng tưng. Ui đây rồi, sợ cái chỗ trượt ván này. Ha ha,
Để sao anh em. Yeah. Cái tàu nó nhặt còi kêu u u vậy. $150. Ôi, quên rồi, lại xuống cái map từ ván này rồi. Quên rồi. Sao hết. Ôi má mày cứ tưởng cái trường này vật được cầm mình hóa ra nó cái máy bay mẹ. Mẹ qua mấy cái máy bay rồi rồi cái gì để ý à chạy từ đầu đến đường nó thấy có một cái máy bay không. Ha ha ha.
cái mũ đi. Ui à, tông mẹ vào cái chắn. Rồi, kết thúc video nha. Gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.